Hey hey hey, bạn nào muốn nạp Robux nhanh, gọn, lẹ, siêu uy tín và siêu an toàn thì hãy vào robuxviet.com để nạp nhé. Mã vô, mã vô. Ho nè, mà không biết đập đó, có được cái trò trống gì không? Mày là đây, mày là ai á? Mày biết đó không được trò trống gì đâu á. Nó mới vừa trong nhà ra cái là nó đập tao rồi. Ngày sớm ăn gì vậy Fami? Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Mình là Bamap. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các game này sẽ quay trở lại với Lucky Block Battleground. Đây là một cái game mà nó gây ức chế cho mình nhất là mình toàn nhận được cái vũ khí Siva Chao xàm xí đú không. Nhưng mà thật ra là mình không biết chơi chứ không phải là mình nhận vũ khí xàm nha mọi người. Thì có nhiều bạn nói với mình là mình nhận được cũng khá là những cái vũ khí ngon mà mình không biết cách xài. Ý nó mày xài là mày bấm đủ thứ bàn phím trên bàn, mày bấm hết cho tao. Mày cứ có nhiều lóc á, mày lụm hết vô xong mày mở hết ra, mày coi cái nào xịn mày xài. Nhưng mà quan trọng là phải bấm cái nút nào, nút E hay là nút Q hay là nút Z, X, C, V, E, G, F gì đó mà. Mặc kệ đi mà mệt quá. Đây, nó mới ra một cái block mới nha mọi người. Đó là block lava block. Đấy. Mà cái 80 Robux lận. Mày mua luôn hả? Không, tao chưa có mua mà giờ mà bây giờ là tao mua thì có nó kêu là limited time. Ok. Ôi dồi ôi, nghĩ đến đầu tham chưa vậy? Ây, phải rồi, 80 Robux chỉ có một cái một thôi mày ơi, mất dạy. Ôi, có 80 chứ có 800 đâu. Trời ơi, là trời có cử đâu 80 này mua được, xài liên tục luôn chứ. Ôi, có cái màu hường ở ngoài này nó đếm dây lụm được nè bay. Trời ơi, game này, block này đẹp nè mọi người. Đẹp nhất nách luôn. Wow, trời, mở ra được tới 9 cái Robux lộn, 9 cái vũ khí luôn. Vãi nồi. Ủa sao ok mọi người, đây bây giờ tôi sẽ kích. Tôi sẽ kích tùm lum hết mà không kích, không có cái gì để kích. Bảo ơi, mày ra đây mày chơi, Bảo ơi, nó nói gì kệ nó đi Bảo ơi. Đây con ra nè, ba, con ra rồi, tụi bay đâu? Ôi, anh niên kia có cái súng bắn rồi nguyên con cái vô sát thủ luôn ghê thiệt. Có luôn á. Ồ. Ủa cái này bấm cái mè làm gì? Ê, cái này khoe vũ khí, không quýnh. Ai, tao bị kẹt rồi, Cái gì, cái phóng bánh pizza đúng không? Không biết nữa. Ra đây em ơi, ra đây em ơi. Chết nè, dính độc nè. Đấy. Ủa hàng kia đâu rồi? Nhìn nó cầm cái cây nó bật xuống tưởng nó bắn xa lắm rồi, gà bắn chút xíu chứ. Không kéo được bắn, nó kéo xuống bắn. Vãi nồi, mình đang ngồi mình nhìn thằng Bảo nó khoe súng thanh niên kia bóng nguyên con cái vô sát thủ mà chết luôn. Trời ơi, coi gì bắn cái vô cái sát thủ mà kinh vậy. Ê, đứa nào quăng cái bom vậy? Mẹ ơi, mất nửa cây máu rồi. Thằng quý bao mập. Mình mới làm được cái bàn chân nhảy cao một xíu. Chơi, ra chết tao bà bay. Đâu, bà chết. Bà bay. Tao đây. Ây da, lũ đạn này kia. Hả? Trời đất ơi, mình đang cưỡi xe mình đi luôn á, tức ghê. Tất gì tầm này, có nói ăn Bảo chết chắc rồi. Cái vũ khí tao nhận cũng toàn là vũ khí ngột, vũ khí ổ máp không à. Dạ, tao còn cái khác nữa nè, nhưng mà không biết xài sao nè. Cái đó sao bắn được ba đùa, chết ba mập rồi. Trời ơi, nó không chết, yeah, hay quá, nó chết rồi. Căng thẳng nha. Lại đây cứng. Rồi tác đầu, đúng rồi. Đây, vũ khí này nó. Quay, có người nhận được clip block rồi, trời ơi. Ghê vậy. Đó, nó nhận được clip block nó chạy luôn rồi kìa. Mai nồi. Cái này nó không phải đâu mày ơi. Kinh thật chứ. Ui. Mày bắn tao gì vậy? Nhìn nó vậy thôi chứ nó yếu xịu quá. Ây da. Mày cười hả con? Mày cười hả con? Mày lại đây. Trời ơi con quỷ. Đưa ra bắn ra cái đó vậy. Dịp lại là để có tao quýnh mày chết rồi thấy chưa? Trời đất ơi. Vãi cái thằng niên móp lốp tao nãy giờ luôn á. Không biết đứa nào luôn á. Trời đậu không? Thằng Quy Bobby. Sao mày nhỏ xíu vậy? Âm binh thiệt chứ. Ây da lũ đen. Ui ui chưa chết. Chết nè, chết em nè. Rồi, tao đã có cái này là tao sống chắc rồi. Luôn. Tiếp vô. Ê. Đôm. Không chết. Tính ra mình đi hòn rồi mình đập vui ghê luôn á. Rồi vận may tôi sẽ được. Bà Mi đâu? Ra đây mày. Bà Mi ra đây.
buồn quầy đi. Bà Bi ra đây, bà Bi sau lưng mày nè, bà Bi. Mày tính cậu bông là nó hay gì? Đùng. Tôi không tin luôn, nó chơi, tại nó chơi đồ chơi xịn không à. Ôi, quăng gì vậy ba? Quăng gì vậy? Cái này là cái dở nhất có thể đó. Quăng mày quăng cái gì vậy? Nè, nó bắn mày còn rồi, lại chết rồi. Tôi hờn ghê, nó mua đồ chơi xịn rồi, nó chơi tôi kiểu đó đó. Này đồ chơi rồi. Xịn gì tao cũng biết nữa, khổ thiệt chứ. Hey, hey, ôi kiếm cùi quá má ơi. Ôi, ôi, ôi. Wow. Wow, tí này kiếm này. Ra đây mày, ra đây. Lũ đạn đó. Chơi gì tầm này chơi? Sao vậy? Chúng cơ lũ đạn ra chết không rồi. Đùng. Lũ đạn ra cái đùng, ra cái đùng, ra cái đùng. Đó, có đứa chết à. Có đứa chết này. Này là gì vậy ta? Có đứa chết luôn này. Bả mập ra đây. Chết luôn. Yeah, ta đánh chùm khu này mày ơi. Không có đứa nào ra đây làm ăn gì được hết á. Ấy, chết. Chúng ta không nên đánh nhau, đừng đừng bắn tao. Có đứa quanh cầu kìa. Bắn đi Bảo ơi. Đúng rồi, đang bắn đó đó. Đâu? Ủa đạn đó. Nó chơi cái chiêu gì vậy mày? Tao đổ phe, tao qua phe đó đây. Ấy nồi. Má thanh niên lột bánh chén. Đủ lạc má ơi. Thờ dễ sợ. Đùm. Hai đứa chết. Hey. Đâu rồi, thằng Ba Mi đâu, ra đây. Hey, chết. Bảo Mập, mày có linh kiến không? Mày phe nào? Cái gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, bắn hụt mẹ ơi. Mày đổ phe, mày lật bên trái. Ấy da, lũ rẻ mày kia. Mày thấy chưa, mày đổi phe cho nó giết mày. Mày qua phe nó thì cho nó giết mày, thấy chưa? Nó nói mày đòi, nó lật nhanh như là... Ủa cái gì vậy, cái gì? Có kiến gì vậy? Hết hồn. Bảo Mập mỗi lần dậy khờ. Mỗi lần tao lấy vũ khí là phải chờ 30 giây đó nha. Giết tao quá chờ nó đất luôn. Cái gì vậy trời? Các bạn coi nó cho mình cái chỗ chọt thì mình không biết tại sao luôn. Quỷ kia đứng cuối đó 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 đó. Ê! Trời ơi! Ai nào nó trâu quá vậy? Ủa nó chơi đồ xịn không à mọi người? Không, đồ cùi ba, đâu có xịn đâu. Đồ cùi á. Cùi, cùi. Cùi cho tao đi. Đó, quên Bảo Mập nó nhỏ xíu rồi kìa. Bây giờ mình sẽ uống cái thuốc này vô. Ha ha. Bà Mì, mày uống thuốc gì á bà Mì? Mày chết chứ tao. Mày chết chứ tao. Ủa cái thuốc mày uống cho làm gì vậy? Bà Mì dập chết đi. Bà Mì dập chết đi. Phải thôi. Ủa sao tao chơi thuốc vô vẫn không giết được nó là sao mày? Thuốc chưa có đạn đó. Ghê. Là bạn cho bạn chơi đồ chưa có đủ đấy. Vô đây, vô đây. À, tao có cái búa thò nè, mà không biết đập nó có được cái chậu trống gì không. Mày lại đây, mày lại á, đủ đạn đi. Mà mày biết nó không được chậu trống gì đâu á. Tao mới vừa trong nhà ra, cái là nó đập tao rồi. Tao chỉ mắc cười cái là Bobby nó mới vừa nói, nó mới vừa ghé cho nó về thành luôn. Tao uống thuốc vô nè. Ủa, tao mới ra cửa tao rớt ra khỏi server luôn rồi. Rồi, Bảo Mập nó thở dài luôn rồi. Lại chờ tiếp, chờ để lấy được cái cục nữa, chờ phải chờ 30 giây nữa. Ồ, cái đang bay nè, cái đang bay nè. Ok, thở cả xuống. Có ai cửa rồng không kìa, có... Ba Mi đâu vậy? Đang núp nhà kìa. Hey! Hey! Ủa? Lũ đạn! Mày đợi đó. Má ơi, tao tàn hình gần tới chỗ nó rồi. Tự nhiên cái nó hiện ra, nó hốt luôn. Nãy giờ là tao vẫn nắm chùm khu này. Vai nồi. Ủa. Thường thường người ta gọi là thử thách là cấm cười, còn này là thử thách cấm tức luôn á, tức ghê. Này tao chơi thể thao, tao chơi tennis nha, không có đánh nhau nha. Có không? Có chơi có chơi tennis đâu? Nè, chơi tennis nè. Ồ. Sao mày tennis mày quýnh tao? Tao không quýnh mày đâu, Lũ đạn nó thích ghê.
có vũ khí mà nó sống được ngoài luôn á. Giờ bà mập, bây giờ mày muốn ăn gì bà mập? Bà mày, mày ra đi, tao chờ mày. Bà nó không chờ tao, nhưng mà kia da nó không chờ tao. Ủa ba mày làm gì vậy ba mày? Lũ này nó bay rồi. Ủa mày làm gì vậy ba mày? Ủa nó bay đâu rồi? Cái gì đó trời. Ủa. Trời ơi đâu mà? Nó giết được nó rồi. Nó giết được nó rồi. Nó giết được nó nha. Nó giết được nó rồi nha 500 anh em. Ok ok ok. Tao nghĩ là tao sẽ mua lại thử cái limited time này thử coi. Đó nó lại mua, nó lại mua, nó chết là nó lại mua. Trời ơi. Trời ơi nó cho tao cái súng gì đâu không mà mày ơi, sao bán mày ơi, thề luôn á. Tiền để đâu chứ hết. Ây da. Đúng rồi. À chim, à chim. Vào đây. Tao sẽ trả thù đường kia. Ủa sao mày chạy nhanh vậy ba? Ủa mày chạy nhanh vậy, ai chơi lại ba? Nó đâu ta? Anh niên nhỏ xíu nè. Nghe cặp loa không thấy gì nữa. Nó rồi mày, nó đâu rồi? Ok tao thấy nó rồi. Nó đang điếm thúi, nó bắn từ xa kìa. À qua qua xúc nó, qua xúc nó. Đi qua đâu, qua qua qua. Nó chạy về nhà rồi. À, điếm thúi. Nó điếm thúi lắm mọi người. Mày 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 hốt nó nha, tao đứng từ xa nè. Tao thả chim mình đứng đây. Mày chạy, mày chạy đi. Nghe nha. Rồi tao dính lửa rồi mập. Cứu cứu tao. Ủa tao đâu có biết cái gì đâu. Mày dính lửa mày đứng qua tao. Tao chạy nha, tao chạy trước đây. Tao chạy rồi, tao không có đứng đó đâu. Ủa? Nhanh thế, đâu rồi? Ai đâu rồi, nó bay rồi, nó bay rồi. Đi kiếm nó, đi kiếm nó. À, cầm kiếm là tao mới hiểu mày nghe được nè. Kìa, kìa, giữa kìa, giữa kìa. Đóng cửa thả chim. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Tao nè. Ủa sao chim của tao bay không không làm gì đó chứ vậy? Chạy đâu mà không? Chết thằng kia. Trời ơi, tao vừa lòng hái dạ dễ sợ luôn mập. Nó thì kiếm xịn mày, nó bay tao, nó lấy lửa nó hốt tao rồi tao thọt nó một cái một. Ha, tao thọt nó một cái một và đích ra đường đích mà mau ra đường môi luôn. Ghê quá vậy? Đã cái nư ghê. Mày hả con? Cái nư nè, mày giết tao nãy giờ. Mày giết tao nãy giờ. Vừa lắm, vừa lòng hái dạ lắm. Ủa sao kỳ vậy trời? Đây, vũ khí cuối cùng đây, đứa nào đó đây. Tao lỡ rồi, tao lỡ. Yeah. Hay lắm, mày vũ khí cuối cùng hả mày? Mày cuối cùng hả mày, tao cho mày cúng cùi luôn nha mày nha. Anh nó đang cầm vũ khí cuối cùng. Rồi chuẩn bị mày chết nữa nè, tao nói mày chết nữa cho coi. Nó mua limit nữa kìa. Rồi, đứa nào đâu, ra đây coi biểu. À, gì đâu, dắt rồi đâu. Kế bên kìa. Úi dồi, cái kiếm gì mà chặt 2-3 xác mới chết là sao? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, rớt xuống dưới đất luôn rồi, thiệt mà. Ha, lụ đạn nó tức ghê. Quá, chim ai nữa vậy? Chim tao. Trời ơi, tới nói muốn chim gì vậy? Ghê quá. Ủa, chạy về. Trời đất ơi, mày chơi về ai bắn ba? Nhỏ xinh xinh. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Mày vô đây. Câu cái chạy trước, cái chạy trước, cái chạy trước, cái chạy trước. Mày và bị chết. Thằng nào ra đây? giờ chim ra là chim phượng hoàng nè. Không có sợ đứa nào hết á. Tao tưởng chim mày chim teo chứ. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Mày làm cái gì vậy? Nó đi kỳ quá. Cái con nó đi kỳ quá. Cái con nó đi kỳ quá. Mày hả con, chết rồi con. Nó đớ dưới. Không, nó xuống dưới nhưng mà con đâu có chết đâu ba. Rồi mày ba lên lại tao coi chữ thôi. Nè, con đây nè, sau lưng mày nè. Mày mổ cuốc nè, mổ cài nè. Ôi da, tao mới chết nè. Đâu, mày đâu? Ủa sao con khủng long mà nó đứng hoài, sao tao xuống được mày? Xuống đó đâu có chết đâu ba. Ok. Ê, mạng lắc hả? Đâu rồi mày, ra đây Bobby, ra đây. Ê, chết, trời ơi, cái kim tôi đâu? Bước qua sát tay rồi mày. Ê da, lũ đạn. Nó đang chém mày, mày chạy nhanh quá, nó quay lại nó chém tao. Có đứa chết rồi. Yeah. Rồi, ok, dừng clip luôn.
Đợi xíu, đợi xíu. Tao mới lượm được cây vũ khí ngon. Mày lại đây cho tao. À được, có luôn hả? Mày đâu, mày đâu? Đánh đánh với con chim tao trước kìa. Cái con chim của thằng nào vậy? Con chim của thằng nào? Thằng quỷ báo lũ đạn mày bảo mình ném đá chó tay. Lũ đạn mày tao tức. Thằng quỷ báo đây. Chim 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 đó mày chim tao. Chim của tao, chim của tao ba mi, chim của tao ba mi ơi, chim của tao. Mày. Gì chim mày hả? Ừ. Mày mày lại đây. Thằng nào ném đá dấu tay, mày ném đá dấu tay. Ok các bạn, thì ba đứa mình dừng clip ở đây ha. Thì các bạn thích video này nhớ lại cho ba đứa mình một like một share. Để cho ra channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video gây ức chế mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.